Xin chào mọi người. Chàng Rể Phế Vật tập 930. Những lời nói của Long Tiếu khiến anh ta ngây ra như phỏng, hiến tế cả tộc sao? Như vậy chẳng phải là diệt cả Long tộc sao? Không thể nào, không thể nào. Long Kỳ lắp bắp run giọng nói, Long Tử là thần của Long tộc chúng ta, là thần bảo vệ của chúng ta, sao anh ta có thể làm ra chuyện này chứ? Tuyệt đối là không thể. Long Kỳ, tôi biết anh không muốn tin, nhưng tôi nghĩ chắc chắn lúc đó Long Phong cũng không tin. Long Kiếu khàn giọng nói ra, để an toàn, tôi nghĩ vẫn nên đón người nhà chúng ta về rồi tính sau. Nhưng Long Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, im lặng chấp thuận. Và trong đó cái đã, Long Kiếu nhớ chồng nói, nhưng đến lúc hai người định đi vào nội điện thì bất ngờ có mấy bóng người đi tới. Chính là đội cận vệ của Long Tử. Long Kiếu, Long Kỳ, các anh ở đây làm gì chứ? Đội trưởng đội cận vệ trầm giọng nói ra, không có gì, chúng tôi đi vứt xương thôi. Long Tiếu vừa giải thích. Vậy sao? Gã đội trưởng liếc mắt nhìn Long Tiếu, sau đó nói ra, mời các anh đi theo tôi, Long Tử muốn gặp các anh. Cái gì? Long Kỳ kinh ngạc, có vấn đề gì sao? Gã đội trưởng nhìn Long Kỳ, không có gì. Long Kỳ vội vàng đáp lại, nhưng trái tim đã vọt lên tới tận cổ họng. Đang yên đang lành, sao Long Tử lại muốn gặp bọn họ chứ? Nhưng bây giờ bọn họ muốn chạy cũng chạy được nữa rồi. Người có đội cận vệ nhanh chóng dẫn hai người đến tế đài trong nội điện. Long Tử chắp hai tay sau lưng đứng đó nhìn hai người. Bãi kiến Long Tử đại nhân, không biết đại nhân muốn gặp chúng tôi có gì phân phó? Long Tiếu coi như không có gì xảy ra, ôm quyền hành lễ. Chuyện là thế này, nếu được cử hành nghi thức pháp trận sẽ có một số quy trình khá phức tạp, tôi cần hai người các anh phối hợp. Long Tử mỉm cười, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm Long Tiếu, dường như muốn tìm kiếm gì đó từ khuôn mặt hắn. Nhưng Long Tiếu cố gắng kiềm chế. Lúc này ngay cả Long Kỳ cũng phải bình tĩnh trở lại. Long Tử đại nhân cứ việc phân phó, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng từ chối. Long Tiếu lập tức tỏ thái độ tốt lắm. Dường như Long Tử không nhìn ra điều gì, gật đầu mỉm cười. Anh đổ thứ trong chiếc thùng bên kia và pháp trận, nhớ là đổ theo trận văn. Sau đó hai người ngồi ở hai điểm trận bên cạnh nguồn trận, chờ tôi khởi động pháp trận, rõ chưa? Vâng, đại nhân. Hai người bộ đáp lại, rồi gọi tế đàn, rồi bắt tay vào làm việc. Đại nhân. Đội trưởng được cận vệ ở bên cạnh khẽ gọi. Có lẽ hai người này đã phát hiện ra gì đó, nhưng không còn quan trọng nữa. Long Tử lẩm bẩm, bây giờ chống lại kẻ địch là quan trọng nhất, sức mạnh của bọn họ cũng rất cần thiết. Đại nhân, kẻ địch đã đến bìa rừng, chúng ta thương vong quá nữa, không thể ngăn cản được, chỉ sợ không tới 5 phút nữa là hắn sẽ đến đây. Đội trưởng được cận vệ nói ra, 5 phút sau, đủ rồi. Đôi mắt Long Tử bắn ra sát khí, trầm giọng quát. Tất cả lập tức cảnh giác ngón tay, đặt ngón tay của mình lên trận văn, rõ. Người con Long tộc đều ấn ngón tay xuống, máu tươi thấm vào, khả phát trận đỏ lên. Long Tiếu và Long Kỳ ngoái lại nhìn, ánh mắt đầy cứng sợ. Các anh còn ngây ra đó làm gì? Long Tử nhìn hai người vội vàng đổ thứ gì đó ở trong thùng ra. Nhưng sau khi đổ chất lỏng ở trong thùng ra, hai người mới kinh hãi phát hiện ra thứ ở trong thùng chính là máu. Mùi tanh nồng khiến hai người không nhịn được mà muốn nôn mửa. Nhưng Long Tử đã nhìn chằm chằm, bò không dám có quá nhiều hành động, chỉ có thể tự kiềm chế sự ghê tởm trong lòng, đổ máu trong thùng ra. Số máu này đã được xử lý đặc biệt, vừa đen xì vừa sền sệt. Nhưng sau khi đổ vào trận pháp, số máu tươi này như được sống lại, bắt đầu chảy theo trận văn của pháp trận. Chạy mấy chốc đã lấp đầy cả pháp trận. Mau và trận đi. Long Tử lại hét lên với hai người. Tôn định, Long Tử đại nhân. Hai người không dám chậm trễ đi về phía điểm trận. Nhưng lúc này, hai chân bọn họ như đeo đá, vô cùng nặng nề. Bò đã chắc chắn với suy đoán trong lòng mình, nếu vào trận thật thì sẽ thập tử nhất sinh. Làm sao bây giờ? Long Tiếu e rằng những gì anh nói đều là thật, chúng ta sắp trở thành tế phẩm bị hiến tế rồi. Long Kỳ nhỏ giọng run rẩy nói. Long Tiếu trầm ngâm một lúc, dường như đã đưa ra quyết định nào đó, nhìn chằm chằm Long Kỳ. Tất cả đều không cần nói bằng đời. Long Kỳ run lên, lập tức hiểu ý của Long Tiếu, sau đó đi tới điểm trận của mình và ngồi xuống. Người có Long tộc nhanh chóng vào chỗ. Còn bên ngoài Long Điện đang vang lên tiếng gào rú con rồng khổng lồ. Con rồng thép khổng lồ đã được kỹ tin của Long Minh đã đánh tới tận xào huyệt của Long tộc. Long tộc đã không còn nhiều người có thể chống lại nó. Long Tử biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Đóng cửa. Long Tử khẽ cầm lên tôn định. Đội cận vệ lập tức xông về phía cánh cửa, khép cánh cửa dày nặng lại. Sau đó bay vây xung quanh tất cả người Long tộc. Người Long tộc đều ngẩng đầu lên nhìn, tỏ vẻ hiếu kỳ. Họ làm gì vậy chứ? Không biết. Đừng hỏi nhiều nữa. Giờ là lúc sinh tử tồn vong của Long tộc chúng ta. Long Tử đại nhân bảo chúng ta làm gì?
thì chúng ta cứ làm thôi. Một số người có lo cập cúi đầu bàn tán. Chỉ thấy Long Tử đứng trên tế đàn, giơ bàn tay lên, rồi lại lấy rất nhiều châm bạc ra đâm vào bàn tay. Khi bàn tay kia đã cắm đầy châm bạc, hắn quát lên một tiếng. Bàn tay cắm đầy châm bạc của hắn tự động đứt lìa, rơi về phía pháp trận. Máu tươi phun bắn đầy không trung, sau đó rơi xuống. Người trong pháp trận chỉ cảm thấy mưa máu ướt đẫm. Cánh tay gãy rơi vào chính giữa pháp trận, sau đó đổ tung, trải đầy điểm trận ở chính giữa. Sau đó, trong pháp trận vang lên một âm thanh quỷ dị. Một luồng ánh sáng đỏ máu sáng lên, pháp trận đã được kích hoạt. Tất cả những người trong tộc đặt ngón tay lên điểm trận để có cảm ứng mạnh mẽ, dường như có thứ gì đó đang hút chặt ngón tay bọn họ. Máu trong người không ngừng rót vào pháp trận qua chỗ ngón tay bị cắn rách. Lúc đầu cảm giác này không rõ ràng lắm, nhưng pháp trận càng vận hành, máu tươi tràn ra từ đầu ngón tay lại càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Máu của tôi, không đúng, tôi cảm thấy mình sắp bị pháp trận này hút cạn máu rồi, khó chịu quá, đau quá, đây là pháp trận gì vậy, tôi không chịu nổi nữa rồi, mau thả tôi ra. Cuối cùng, một số người có long tộc cũng nhận được sự bất thường, kêu lên không ngừng. Bọn họ muốn rút ngón tay ra khỏi pháp trận, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra ngón tay đã bị pháp trận hút chặt, không thể rút ra nổi. Long Tử đứng trên tế đàn, ánh mắt bình thản. Cố lên, các vị sắp trở thành sức mạnh của tôi rồi. Long Tử lên danh, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Tôi cảm thấy máu trong người mình sắp bị hút cạn, khó chịu quá. Long Tử lên danh, chúng tôi sẽ chết, đúng không? Giọng nói run rẩy có mọi người vang lên. Yên tâm, các vị sẽ không sao đâu. Tôi là lãnh tụ của Long tộc, sao tôi có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết đi chứ? Nhiệm vụ của tôi là che chở các vị. Chỉ cần có tôi ở đây thì các vị sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, trừ khi các vị không tin tôi. Long Tử bình thản nhìn mọi người. Lẽ nào trong số các vị có người không tin tôi sao? Sao chúng tôi có thể không tin Long Tử đại nhân được chứ? Đại nhân, anh chính là thành bảo vệ của Long tộc chúng ta. Chúng tôi không tin anh thì có thể tin ai được chứ? Chúng tôi sẵn lòng dâng tính mạng cho anh, cho Long tộc. Đúng vậy, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Người Long tộc nghiến răng nhao nhao hét lên. Long Tử nghe thế liền hài lòng gật đầu. Tôi biết các vị vẫn luôn trung thành với Long tộc mà. Nhưng đúng lúc này một giọng nói run rẩy và thê lương vang lên. Long Tử đại nhân, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi khó chịu quá. Tôi cảm thấy rất đau đớn. Hình như tôi sắp chết rồi. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Đó là một ông lão già nua. Ông lão này râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, toàn thân khô quách teo tóp, dường như máu trong người đã bị hút cạn. Đại nhân, hình như ông ấy sắp không xong rồi. Người bên cạnh trợn tròn hai mắt, sợ hãi kêu lên. Hình như máu ông ấy sắp bị rút cạn rồi. Lại một người nữa run giọng nói. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay ấn trên pháp trận của ông lão đang trở nên khô quách với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Dường như máu từ ông lão sắp bị ngón tay này hút cạn. Tôi còn cảm thấy máu của mình sắp bị rút cạn. Tôi khó chịu quá. Đại nhân, tôi muốn dừng lại. Tôi cũng vậy. Đại nhân, hình như linh hồn của tôi cũng sắp bị rút ra rồi. Cứu tôi với. Ai cứu tôi với? Càng lúc càng có nhiều người cảm thấy khó chịu, kêu lên đầy khổ sở, nhưng Lam Tử vẫn đứng bất động. Chẳng phải các vị muốn vì Lam tộc mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, hy sinh tính mạng cũng không sợ hay sao? Tại sao bây giờ ai cũng tỏ vẻ sợ hãi đòi dừng chứ? Lam Tử bình tĩnh nói, bây giờ là lúc sinh tử tồn vong của Lam tộc chúng ta, sao các vị có thể lâm trận chùn chân chứ? Tất cả ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn phối hợp với tôi đi. Chỉ cần các vị phối hợp, tôi nhất định có thể đánh bại kẻ địch, giải quyết nguy cơ của Long tộc lần này. Mọi người nghe thấy thế đều ngẩng đầu lên, tròn tròn mắt nhìn Lam Tử. Tuy hắn không nói thẳng ra, nhưng bọn họ cũng đã nhận ra Lam Tử muốn hiến tế bọn họ. Lam Tử! Lúc này Lam Kỳ không nhìn được nữa, hét lên với Lam Tử. Vừa nãy lúc dọn dẹp thi thể ở đây, tôi phát hiện ra thi thể của Long Vong. Anh có phải anh dùng tộc nhân để luyện công hay không? Ồ, Lam Tử bình thản nhìn hắn. Các anh phát hiện ra rồi sao? Quả nhiên. Lam Tiếu lại lùng nói, anh định hiến tế tất cả mọi người trong tộc để đối phó với kẻ địch sao? Anh không hề quan tâm đến sống chết của chúng tôi. Sao tôi có thể không quan tâm đến sống chết của các anh chứ? Lam Tử mỉm cười, tôi chỉ muốn để các anh sống mãi cùng tôi mà thôi. Người có Long tộc nghe thấy thế liền hiểu ngay ý đồ của Lam Tử. Âm mưu, đây là một âm mưu trắng trợn. Lam Tử muốn hiến tế tất cả bọn họ. Lam Tử đại nhân, xin hãy tha cho tôi đi. Tôi không muốn chết, xin anh hãy tha cho tôi. Cho tôi ra khỏi đây đi. Cứu tôi với, ai cứu tôi với, cứu tôi với. Những tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang khắp đồi điện. Tất cả người Long tộc đều gào khóc xin tha.
Có người còn chửi bới Long Tử, nhưng tất cả đều vô ích. Long Tử không chút quan tâm đến cảm xúc hay lời nói của bọn họ. Cái hắn cần là sức mạnh vô địch thế gian. Hấp thu tinh hoa của các vị không những có thể giúp tôi tạm thời có thủ đoạn chống lại thần linh, mà còn giúp tôi đột phá cảnh giới trước đó, bước vào cảnh giới chí cao vô thượng kia. Tôi định hiến tế tập nhân từ từ, nhưng hôm nay ra nông nỗi này cũng chỉ đành mạo hiểm vậy. Các vị đừng trách tôi. Nam tử hiếp mắt cười nói, vẻ mặt dưng dưng đắc ý. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh quý dị vang lên trong pháp trận. Sau đó, cả pháp trận ánh sáng máu đã không ngừng xoay chuyển, bỗng nhiên ngừng lại. Ánh sáng màu máu đáng sợ tràn ngập nội điện cũng lập tức trở nên ám đạm. Cái gì? Nam tử như muốn ngừng thở, ngưng mắt lên nhìn, chỉ thấy các đỉnh trận bỗng vỡ ra. Những người đang bị pháp trận hút chặt cũng được giải thoát, lần lượt ngã phật xuống đất. Có chuyện gì vậy chứ? Xảy ra vấn đề ở đâu sao? Lâm Tử gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đại nhân bớt giận, thuộc hạ sẽ đi kiểm tra ngay. Đội trưởng đội cảnh vệ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói, rồi sắp xếp người đi kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiếu, Lâm Kỳ ở bên kia bỗng đứng lên. Là chúng tôi ngắt pháp trận. Họ vừa dứt lời, Lâm Tử liền quay phát sang nhìn, chỉ thấy điểm trận dưới chân Lâm Tiếu và Lâm Kỳ đã bị phá nát. Không những vậy, mấy trận manh gần đó cũng bị đứt đoạn. Điểm trận của bọn họ là vị trí cực kỳ quan trọng, giống như động mạch của cơ thể người. Nếu nơi này có vấn đề thì pháp trận không thể tiếp tục vận hành. To gan! Tất cả người của đội cận vệ đều xông tới bao vây Long Tiếu và Long Kỳ. Các anh tạo phản sao? Dám phá pháp trận của tôi, người đâu xé xác bọn họ ra cho tôi phải hiến tế bọn họ. Lâm Tử dưới tận nói, vâng đại nhân. Đội trưởng đội cận vệ lập tức hạ lệnh chuẩn bị ra tay, ai dám chứ? Đúng lúc này tiếng gầm vang lên, người có Lâm tộc ở xung quanh ùa tới bao vây người của đội cận vệ. Có người còn rút kiếm ra chĩa vào Lâm Tử trên tế đàn. Người đội cận vệ lập tức nháo nhào, sắc mặt Lâm Tử cực kỳ khó coi. Các người bị điên rồi sao? Không không, chúng tôi không điên, là cậu điên đó. Lâm Tử, chúng tôi có cậu là thành linh của Lâm tộc, nhưng cậu là muốn tàn sát cả tộc, cậu thực độc ác. Một trưởng giả Lâm tộc sắc mặt trắng bệch, căm phẫn hét lên, các ông không chịu hiến tế thì đừng hòng thoát khỏi kiếp nạn hôm nay. Lâm Tử lạnh lùng nói, một lũ ép ngồi đã giếng tầm nhìn hạn hẹp, chắc không phải các ông nghĩ rằng thoát khỏi pháp trận này thì sẽ sống sót đó chứ. Các ông không thể biết mình đang đối mặt với cái gì đâu. Nhưng sống chết của chúng tôi không cho cậu quyết định. Ông lão lớn tiếng nói, đúng, không thể cho cậu quyết định. Lâm Tử, cậu là đồ khốn kiếp, số phận của chúng tôi do chúng tôi tự quyết. Mọi người nhao nhao kêu lên hận ý quốc trời. Lâm Tử nộ hóa công tâm, ánh mắt ngập tràn lửa giận, gật đầu liên tục, được lắm, nếu các ông đã muốn chết thì cũng đừng trách tôi. Lâm Tử đã bị chọc giận hoàn toàn, hắn phẫn nộ nhìn người Lâm tộc ở bên dưới khẽ gầm lên, nếu các ông đã không ngoan ngoãn phối hợp với tôi thì để tôi tự ra tay lấy sức mạnh của các ông. Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh kỳ diệu bùng phát từ người hắn. Trong chớp mắt, cả nội địa lại nồng nặc mùi máu tanh. Pháp trận mới dừng lại tiếp tục vận hành. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải điểm trận đã bị chúng ta phá hoại rồi sao? Tại sao vẫn có thể vận hành chứ? Anh đã làm gì? Đánh Long Kỳ vô cùng kinh ngạc. Tôi dùng năng lực của mình cưỡng chế nối liền các điểm trận bị phá hoại để huy động pháp trận. Lâm Tiếu lúc này vội hét lên, mọi người mau rời khỏi đây đi, nếu không đi thì sẽ bị anh ta hút cạn năng lực và giết chết. Đi thôi, nhanh lên. Hắn vừa dứt lời, người Lâm tộc như chim sợ cành cong xông ra ngoài cửa, ngăn bọn họ lại. Lâm Tử gầm lên, người có đội cận vệ nhao nhao xông tới ngăn cản. Lũ ngu xuẩn, hắn muốn diệt cả Lâm tộc mà các cậu còn giúp hắn sao? Nếu là các cậu muốn trở thành tòng phạm diệt tộc sao? Các cậu có còn là con người của Lâm tộc hay không? Người Lâm tộc chỉ đứt đồ cần vệ, nhưng những người này sắc mặt rạch canh, chỉ giơ đồ đao lên chém và đấm người một cách vô tình. Bọn họ đã bị Long Tử tẩy não rồi. Lâm Tiếu chứng kiến cảnh này với vẻ mặt tuyệt vọng, khàn giọng nói, bọn họ chỉ trung thành với Lâm Tử chứ không phải là Lâm tộc. Trong lòng là họ, một quyết định của Lâm Tử đều là đúng đắn. Nếu đã vậy thì chúng ta không cần khách sáo nữa, các vị giết những kẻ ăn cây táo rào cái sông này rồi chúng ta rời khỏi đây. Giết người có Long tộc bắt đầu phản kích. Tuy các thành viên của đội cận vệ đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng số lượng không thể bằng cả Long tộc. Bò nhanh chóng bị đánh cho lùi lại, nhưng pháp trận đã phát động, sức mạnh của trận pháp cũng tác động lên người những người này. A! Một ông lão bị thương quá nặng bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, nặng nề ngã xuống pháp trận. Máu thịt trên người ông ta lập tức bị pháp trận hút sạch, hóa thành một bộ xương trắng hiếu đáng sợ, lập tức mất mạng. Những người khác sợ đến mức hồn bay phách lạc. Dưới sự ngăn cản của đội cận vệ, càng lúc càng có nhiều người không chịu nổi sức mạnh pháp trận ngã xuống và bị hút sạch máu thịt. Ánh mắt Long Tiếu đầy tuyệt vọng, hắn rất muốn xông lên trợ giúp, nhưng hắn và Long Kỳ đã tiêu hao rất nhiều năng lực để phá hoại trận pháp, không đủ để chống lại đội cận vệ.
còn đội cận vệ thì ai nấy hùng hãn không sợ chết, chặn luôn cánh cửa lại. Mọi người muốn sống ra ngoài phải mất chút thời gian, mà chút thời gian này đủ để Long Tử hấp thu hầu hết mọi người. Ha, tốt lắm, tốt lắm. Tuy quá trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn là mỹ mãn. À, mắt Long Tử lộ ra vẻ hưng phấn, càng lúc càng thêm điên cuồng. Tôi liều mạng với anh. Lúc này Long Tiếu bóng gầm lên rồi nhào về phía Long Tử. À, mắt Long Tử bình thản vô tay lên. Long Tiếu bay đi, nặng nề ngã vào pháp trận. Sức mạnh pháp trận lập tức bao trùm lấy hắn. Long Tiếu biến sắc, vội vàng lộn người thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của pháp trận. Nhưng cho dù là vậy thì mắt thịt phần lưng của hắn vẫn bị ăn mòn nhầy nhụa, thảm không nỡ nhìn. Giết người này trước cho tôi. Long Tử chỉ vào Long Tiếu mà không cảm xúc nói ra. Vâng, Long Tử là nhân. Một người đang đột hình vệ bước ra lập tức tấn công Long Tiếu. Long Tiếu trợn tròn mắt, vội vàng đứng dậy định phản kháng. Nhưng trước đó lúc phá pháp trận, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, cộng tới việc bị pháp trận hút mất không ít long lực và máu thịt, nên bây giờ Long Tiếu cực kỳ yếu, căn bản là không còn sức chống lại thành viên mạnh mẽ của đội cận vệ. Phải biết rằng thành viên của đội cận vệ này để được Long Tử đích thân đào tạo, sức mạnh phi phàm, người thường căn bản đấu không lại bọn họ. Cho dù Long Tiếu có không bị thương thì cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi đối phó với người này. Long Tiếu khó chọc đứng dậy và thể chuẩn bị chiến đấu, nhưng trong mắt đầy sự tuyệt vọng. Hắn biết mình không qua nổi ải này. Đúng vào lúc này, thanh kiếm sắc bén chém về phía thành viên đội cận vệ. Mặc dù đường kiếm này rất hiểm hóc, nhưng cận vệ kia lập tức cảm nhận được nguy hiểm, trở tay đánh lại. Tang, thanh kiếm đánh gãy, người cầm kiếm cũng bị đánh bay. Long Tiếu sững lại nhìn sang bên đó, gương mặt đầy vẻ quý dị, đó là Long Kỳ. Thành viên đội cận vệ liếc nhìn không tiếp tục tấn công, bởi vì Long Tử yêu cầu anh ta giết Long Tiếu trước, cho nên anh ta lại cầm thanh đao lên và đi về phía Long Tiếu. Long Kỳ đi mau lên. Long Tiếu hét lên. Tôi không đi, nếu đi thì phải cùng đi. Long Kỳ nghiến răng khó nhọc bước ra tiếp tục chiến đấu. Long Kỳ dừng tay, đi mau, đi ngay đi. Long Tiếu lại gào thét, nhưng Long Kỳ kiên quyết không nghe. Cận vệ này chiêu tiếp theo chắc chắn sẽ giết chết Long Kỳ. Long Kỳ không đủ sức đỡ được một chiêu thứ hai này, nhưng cho dù Long Tiếu có khuyên thế nào, Long Kỳ cũng không quan tâm. Anh ta chỉ muốn cứu lấy Long Tiếu. Long Tiếu hiểu rõ tính cách của Long Kỳ, cũng thừa biết mình có nói gì cũng vô dụng. Hắn nghiến răng gầm ra một tiếng tức giận, sau đó lao thẳng về phía thành viên đội cận vệ. Anh, Long Kỳ sững sờ. Người em có chết cũng để tôi chết trước. Tôi sẽ đi trước một bước, tôi sẽ đợi anh. Long Tiếu gầm lên, giải phóng hết toàn bộ chút sức lực ít ỏi còn lại trong cơ thể. Cho dù không thể đánh bại cận vệ này, nhưng nhất định cũng phải đã thương được hắn. Long Tiếu giờ phút này đã co cái chết nhẹ tựa lông hồng, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, dùng hết sức bình sinh ra một chiêu cuối cùng. Long Kỳ quỳ trên mặt đất đau khổ rơi nước mắt, nhưng bất lực không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình. Thế nhưng đúng lúc này, wow, một tiếng rầm gầm chấn động đất trời đột nhiên vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Sau đó cửa đại điện bị đánh bay, một chiếc đầu đồng khổng lồ thò vào trong điện. Cả đại điện bên trong chấn động, những người đứng chắn trước cửa đại điện đều bị đầu đồng đánh bay. Có người lập tức đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành một làn xương máu rồi mất mạng. Có người bị đánh bay rồi rơi xuống đất tan xương nát thịt. Ai nấy đều vô cùng kinh hãi, vội vã nhìn về phía cánh cửa bây giờ đã vỡ nát. Thanh long khổng lồ từ từ di chuyển vào bên trong. Nhìn thanh long uy nghiêm, người có lông mặt dưới lòng đất đều sững sờ và khiếp sợ. Sắc mặt Long Tử cũng đồng cứng lại đến cực điểm. Hắn không ngờ người này thực sự đuổi tới đây lại còn nhanh như vậy. Thôi kệ đi, mặc dù vẫn chưa hấp thụ được hoàn toàn, nhưng đối phó với thứ này chắc cũng khá ổn rồi. Long Tử lạnh lùng lẩm bẩm, sau đó quay người sang bên cạnh. Giữ chân thứ này cho tôi sẽ lập tức ra tay quét sạch kẻ địch xâm lược này. Vâng, thưa đại nhân. Các cận vệ là được gật đầu, sau đó quay mũi giáo và hét lên tấn công thành long. Lúc này cơ thể Lâm Minh vẫn đang bám chặt trên lưng đồng. Mặc dù trận pháp vẫn chưa hoàn thành quá trình biến đổi đối với toàn bộ tộc nhân của Long Mạch dưới lòng đất, nhưng nó cũng đã hấp thu máu thịt và năng lực của không ít tộc nhân. Nam Tử nhắm mắt lại và bắt đầu hấp thu sức mạnh này. Các cận vệ cũng lao về phía con rồng bất chấp sự an toàn của bản thân, mục đích để câu giờ cho Long Tử. Nhưng rõ ràng bọn họ đã đánh giá thấp sức mạnh khủng bố của con rồng. Chỉ thấy con rồng di chuyển cái đầu khổng lồ của nó, nhìn chằm chằm vào những hình dáng giống như con kiến trước mặt, sau đó há cái miệng lớn và phun một hơi về phía đó. Long hỏa đáng sợ bùng lên nuốt chửng mọi người. Hơn chục thành viên của đội cận vệ biến thành tro bụi và mất mạng ngay lập tức. Những thành viên còn lại của đội cận vệ mở hờ mắt và có thể họ đột nhiên cứng đờ. Mặc dù họ trung thành với Long Tử, nhưng cho dù trung thành đến đâu cũng thể cưỡng lại nỗi sợ hãi do con rồng khổng lồ này mang đến.
sợ cái gì chứ, đi theo tôi, diệt ngoại địch, bảo vệ tộc nhân Lâm Mạch. Đội trưởng đội cận vệ gầm lên và cầm đao lao về phía con rồng thép. Thân hình anh ta rất cường tráng, nhanh như tia chớp tránh được ngọn lửa rồng phun ra, sau đó nhảy thẳng đến đầu con rồng, dùng hai tay nắm chặt thanh đao và chém mạnh vào đầu rồng. Tuy nhiên, cang, một âm thanh vang dội vang lên, thanh đao đâm vào đầu rồng lập tức bị gãy. Đội trưởng đội cận vệ bị lực phản chấn bật ngược lại hất văng ra xa, nặng nề ngã xuống đất. Thân đồng được làm bằng thép đặc biệt, sao có thể bị phá hủy bởi những lưỡi dao sắc bén thông thường được chứ? Đội trưởng đội cận vệ leo lên, nhìn thanh đao gãy nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, chuẩn bị phát động một cuộc tấn công khác. Nhưng vào lúc này, một cái bóng bao trùm đầu anh ta. Đội trưởng đội cận vệ sửng sốt và ngước lên, một móng vuốt rồng khổng lồ bao phủ lên ta. Ầm, vuốt của con rồng đập mạnh xuống đất, mặt đất nổ tung ngay lập tức, cái vết đứt lan rộng ra mọi hướng. Về phần đội trưởng đội cận vệ giờ đã biến thành một bãi bầy dày máu thịt và chết ngay tại chỗ. Cái gì? Những thành viên còn lại của đội cận vệ đều choáng váng, tất cả lùi lại. Lúc này một tiếng hét vang lên, các thành viên của đội cận vệ đều quay lại. Họ phát hiện ra người gọi họ chính là Long Tử. Mọi người không dám do dự là địch đuôi về phía sau cho đến khi đến bên cạnh Long Tử mới dừng lại. Long Tử đại nhân, đây là loại quái vật gì vậy chứ? Chúng ta e rằng chúng ta không thể đối phó nổi với con quái vật này. Mấy người nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra, đừng lo lắng, tôi sẽ đối phó với con quái vật này. Long Tử cười nhạt nói ra, có điều tôi phải mượn sức mạnh của các người. Sức mạnh của chúng tôi sao? Mọi người đều nhìn Long Tử. Tuy nhiên họ không kịp hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Một lượng lớn những thứ trông như các mạch máu màu đỏ tỏa ra từ cơ thể Long Tử cắm thẳng vào trái tim bọn họ. Các thành viên đội cận vệ đều run rẩy mở to mắt nhìn Long Tử. Sau đó các mạch máu như hút hết máu thịt bọn họ, rồi cứ thế dung nạp chúng vào trong cơ thể Long Tử. Cơ thể những thành viên đội cận vệ bắt đầu khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chưa đầy 10 giây, toàn bộ thành viên đội cận vệ đều bị hút thành xác khô và chết ngay tại chỗ. Long Tử nhắm mắt lại, cảm nhận một lát rồi thở ra nhẹ nhõm. Khi hắn mở mắt lần nữa, đồng tử đã chuyển sang màu đỏ như máu. Tuy rằng không hoàn hảo nhưng cũng đủ rồi. Bây giờ ta muốn mày phải chết và hoàn toàn đầu hàng dưới chân tao. Long Tử cười dữ tợn rồi từng bước một đi về phía con rồng thép. Con rồng thép khổng lồ gầm lên giận dữ. Người nằm trên lưng con rồng thép khổng lồ cũng khó nhọc mở mắt ra. Wow! Con rồng thép rít lên giận dữ, nhắm được tinh khiết đổ dồn về phần móng vuốt, sau đó đánh về phía Long Tử. Long Tử không hề kém cạnh, vươn tay đánh lại móng vuốt rồng. Áp lực giữa hai trưởng lực vô cùng khủng khiếp. Nếu đứng gần đó quan sát, người ta sẽ cảm giác được đây là cuộc chiến giữa kiến và voi. Còn kiến kia cho nhớ mắt sẽ biến thành cát bụi. Nhưng khi trưởng Long Tử và vuốt rồng chạm nhau, cang, trên người Long Tử đột nhiên lấy lên một tia huyết quang. Tiếp đó một luồng sức mạnh âm đảnh bộc phát ra từ trường ấn của Long Tử. Đùm! Sức mạnh này va chạm với sức mạnh của vuốt rồng. Ở nơi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, những vòng xoáy điên cuồng xuất hiện. Những vòng xoáy này như cơn lốc khiến cho cả cung điện rung rắc dữ dội, mà đất nứt ra, những vết nứt đáng sợ lan rộng. Tập nhân của Lâm Mạch, người chạy bạch mạng, người không kịp chạy thì lập tức mất mạng. Lâm Tiểu vội vã đưa tập nhân ra bên ngoài. Nhìn điện Tế Long cứ như vậy mà sụp đổ, ai nấy đều cảm thấy khó tin. Nhưng điều càng khiến bọn họ không thể tin nổi là Lâm Tử lại trực tiếp tiếp chiêu. Con rồng thép không ngừng gào thét, như thế nó cũng khó mà tin nổi. Thế nào, không ngờ tới phải không? Sức mạnh của hiếp trận không đơn giản như mày tưởng tượng đâu. Có trận pháp này giúp sức, mày muốn giết tao cũng dễ dàng đâu. Long Tử cười gằn trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng chỉ một giây sau, đuôi thần long quất tới, chiếc đuôi đáng sợ quét tới khiến tất cả mọi thứ tan thành cát bụi, quất mạnh vào người Long Tử. Long Tử không kịp phòng bị, trận nhắm mắt đã bị đánh bay. Hắn bay vèo ra ngoài như một viên đạn, miệng không ngừng thổ huyết, da thịt nửa người đã nát bấy nhầy. Sau cùng hắn rơi xuống một ngọn núi trong khu rừng, khiến cho cả ngọn núi vỡ vụn. Rồng thép lập tức lao lên không trung, lao về phía Long Tử. Bị dính một đòn như vậy mà Long Tử vẫn chưa mất mạng, có thể thấy được sức mạnh của pháp trận đáng sợ thế nào. Long Tử nhanh chóng bò dậy khỏi ngọn núi, nhìn con rồng khổng lồ đang lao tới, hắn gầm lên một tiếng, hai tay phất lên không trung, cang! Sức mạnh của huyết trận trong cơ thể hắn giải phóng toàn bộ, một tấm khiên máu xuất hiện trước người Long Tử. Nhưng tấm khiên này không chỉ để phòng ngự, nó lơ lửng trên không trung. Những bọt khí thi nhau xuất hiện rồi biến thành những chiếc gai nhọn màu đỏ như máu đâm về phía con rồng. Những chiếc gai màu máu ra tới như mưa. Những chiếc gai này dù không thể trực tiếp đâm thủng cơ thể thành long, nhưng nó lại bám lại trên cơ thể thành long và ăn mòn đất thép cực kỳ nhanh. Wow! Con rồng cầm lên giận dữ lại đâm vào tấm khiên máu. Nhưng lần này tấm khiên không hề bị vỡ. Lâm Tử hai tay nâng tấm khiên, nghiến răng kiên trì đến cuối cùng.
Hắn dựa lưng vào núi, con đường khổng lồ đến cuồng thúc mạnh vào khiên, từng chút một đẩy Long Tử lún vào trong núi. Ngọn núi bị hút cho vỡ vụn, nhưng tấm khiên máu vẫn không hề có một vết đứt nào. Được, được lắm, xem ra hiến tế bao nhiêu tộc nhân như vậy đến giờ đã có tác dụng rồi. Con đồng chết tiệt của mày, mặc dù có được sức mạnh Long Tâm, nhưng chắc chắn nó không trụ được lâu nữa, bởi vì Long Tâm là vật sống, còn con đồng này chỉ là máy móc. Chỉ cần tao kéo dài thêm thời gian thì mày chết chắc. Ha ha ha. Long Tử phá lên cười lớn. Lúc này con rồng khổng lồ đột nhiên dừng lại, sau đó bay về hướng ngược lại. Gì vậy chứ? Nụ cười trên mặt Long Tử đồng cứng lại, nghi hoặc nhìn theo con rồng khổng lồ. Mày, nếu là mày có khả năng suy nghĩ sao?